Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị em. Đã gần hết cái tháng 10 rồi. Hôm nay đó chính là ngày 22 tháng 10 năm 2021. Trên tay Văn Hội, đó chính là cái bảng giá cập nhật mới nhất về cái chương trình khuyến mại của chiếc Toyota Vios mới nhất trong tháng 10 này. Toyota Việt Nam vừa cập nhật bổ sung mới nhất giảm thuế trước bạ anh chị ạ. Một cái tin rất vui, cũng như là tặng những cái phụ kiện tùy chọn của đại lý, của nhà máy, con số lên đến hơn 60 triệu đồng. Chưa bao giờ Vios lại có khuyến mại lớn như thế. Thì cụ thể khuyến mại chi tiết của cuối tháng 10 này sẽ là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo chân cùng với Văn Hội ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi khoảng 2-3 phút về cái chương trình trả góp để một số anh chị mà có nhu cầu mua xe thì để chúng ta cũng cập nhật được cái lãi suất, đúng không ạ? Riêng với dòng Vios này, đúng không ạ? Thì trong đợt này chúng ta sẽ có cái gói hỗ trợ là 2,99%. Vậy là 100 triệu đồng thì chúng ta chỉ có 2 triệu 9 tiền lãi một năm thôi ạ. Chưa hết, chúng ta sẽ còn có thêm gói vay 7,29% áp dụng liền trong một năm, 8,99 áp dụng liền trong 2 năm và 9,55% áp dụng liền trong 3 năm không thay đổi lãi suất anh chị nhá. Tiếp tục là gì ạ? Thời gian vay của chúng ta lên đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe. Văn Hội cứ ví dụ luôn một chiếc Vios số sàn 1.5e đây ạ, có giá là 478 triệu đồng mà chúng ta vay được 80%, 8432 8756 đúng không ạ? Thì chúng ta đã vay lên đến tận 300 gần 380 triệu rồi. Mà lăn bánh ở tỉnh chỉ còn có hơn 400 thôi. Thế thì đâu đó chúng ta chuẩn bị chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Hơn 100 triệu sở hữu ngay một chiếc Vios 2021 rồi. Cùng với đó thì bản ECVT cũng như bản G, bản GRS thì sẽ lần lượt từ khoảng từ 150 triệu đến khoảng hơn 200 triệu đồng là chúng ta đã có cơ hội sở hữu trả góp một chiếc xe Vios rồi. Tiếp tục, chúng ta còn có gói vay 50-50. Thì với gói đó thì chúng ta sẽ đơn giản, không phải chứng minh nhiều, chỉ chứng minh mỗi bằng cái sổ tiết kiệm thôi ạ. Còn bây giờ chúng ta ngắm tổng quan nhanh chi tiết hình ảnh của xe Vios trước khi tổng lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Đây đó chính là thiết kế tổng quan mới nhất của chiếc Vios 1.5 EMT số sàn màu nâu vàng, model mới nhất 2021. Thiết kế đầu tiên Văn Hội thấy ấn tượng đó chính là toàn bộ cái mặt ca lăng này rồi. Văn Hội review nhiều rồi đúng không ạ? Thì nó đã được thiết kế hình thang xuôi, nhìn rất khỏe khoắn và thể thao. Tiếp nữa, đèn pha cốt được tách chóa riêng biệt rồi. Còn đối với bản ECVT thì sẽ bóng bi projector, bản G sẽ là đèn full LED. Chúng ta có cái đèn xi nhan phía trong ở đây. Kết hợp xuống dưới chúng ta có ngay một cái đèn sương mù công nghệ LED rồi ạ. Công nghệ LED cho trang bị cho cả 4 phiên bản, rất sang trọng, nổi khối và bắt mắt. Còn ở bên phần phía thân xe anh chị ạ, thân xe thì nhà sản xuất phải nói là rất ưu ái cho chiếc Vios này, khi mà trang bị cái la răng lên đến 15 inch dạng phay đúc. Cái la răng phay đúc này anh chị biết rồi, rất khỏe. Còn trên cụm gương thì nhà sản xuất trang bị là gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương cho cả 4 phiên bản luôn, rất tiện dụng, kể cả bản số sàn này luôn ạ. Sang trọng không? Toàn bộ cái phần thân xe này nhìn rất trường xe. Còn phần phía đuôi sau chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây đó chính là cái thiết kế phần phía đuôi phía sau của chiếc Vios 1.5 EMT số sàn. Đặc biệt nhất đây là màu nâu vàng. Thì giới thiệu qua với anh chị một chút là về màu sắc thì Vios sẽ có rất nhiều màu để lựa chọn nhé. Như là màu trắng, trắng ngọc trai, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu nâu vàng. Văn Hội rất thích cái màu này vì nhìn nó rất bề thế, sang trọng. Từ phía trên nhà sản xuất trang bị luôn cái anten dạng V cắm mập cho khả năng khuếch đại sóng radio bắt sóng rất nét, nó không bị sôi đúng không ạ? Tiếp tục, camera lùi được trang bị theo xe. Hai cảm biến cảnh báo va chạm sau cũng trang bị trên cả phiên bản số sàn này luôn nhé. Vậy là tất cả các phiên bản đều trang bị cảm biến lùi. Hệ thống đèn hậu sẽ trang bị công nghệ LED luôn, kể cả bản số sàn này luôn. Khá ấn tượng. Và chúng ta sẽ có cái logo chữ E ở đây để nhận diện các phiên bản, đúng không ạ? Đó chính là phần phía đuôi sau. Còn đây đó chính là bên trong phần nội thất xe. Xin mời anh chị. Rồi, hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong phần nội thất tổng quan của chiếc Toyota Vios 1.5e số sàn model mới nhất năm 2021. Có thể thấy ngay được rằng là cái việc đầu tiên khi mà cái cụm đồng hồ này trang bị rất là sáng luôn, nhìn rất rõ ràng luôn. Trên Toyota Vios chúng ta vẫn có sẽ có công tắc
để bật đèn sương mù cũng như là đèn pha cốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có chế độ gạt mưa. Chìa khóa của xe thì sẽ trang bị là vẫn là chìa khóa cơ, và chúng ta sẽ có nút bấm mở cốp bằng điện cũng như nút khóa cửa và mở cửa. Rồi về phần màn hình giải trí thì sao? Đặc biệt nhất là trên cái phiên bản số sàn này thì Toyota Việt Nam giữ lại cái chế độ màn hình của hãng Pioneer với khả năng là chơi đĩa DVD. Anh mới quay sẽ tiến gần hơn. Với khả năng chơi đĩa DVD như thế này, vậy là chỉ riêng phiên bản số sàn sẽ được giữ lại, còn các phiên bản còn lại sẽ dùng là màn hình Toyota Smart. Trong khi đó cái màn hình Pioneer này nó cũng đã là một màn hình cực kỳ là cao cấp rồi, rất tuyệt vời luôn, với rất nhiều cái tính năng mà Văn Hội lại thích cái giao diện như thế này cơ. Nó rất là âm thanh vì Pioneer anh chị cũng biết rồi. Còn hiển nhiên thì màn hình Toyota thì cũng có những cái điểm mạnh đồng nhất riêng. Đó chính là phần phía màn hình giải trí, chúng ta bản số sàn sẽ có là 4 loa, trong khi đó sẽ có 2 cái ô chờ để chúng ta có thể đặt mua thêm 2 chiếc loa tép còn lại. Chúng ta còn có gì nữa? Chúng ta có chế độ là điều hòa chỉnh tay. Chỉnh tay thì chỉnh cơ thì anh chị cũng biết rồi, rất bền. Đây là chỉnh nhiệt độ này, đây tốc độ quạt gió này, đây là hướng gió. Ngoài ra chúng ta sẽ có vẫn có sấy kính sau, đèn cảnh báo và lấy gió trong, cũng như là bật tắt điều hòa. Bật tắt điều hòa on đây, rất tuyệt vời luôn. Chúng ta bật on lên. Xuống dưới tay số, tay số thì chúng ta có hộp số sàn lên đến 5 cấp, rất tuyệt vời. Và ở số lùi này, ở số lùi thì chúng ta sẽ được trang bị luôn là camera lùi kết hợp với cảm biến lùi, được tích hợp trực tiếp theo xe luôn. Rất tuyệt vời phải không ạ? Đó, đó chính là phần tổng quan. Chúng ta còn có gì nữa? Văn Hội sẽ đánh giá luôn như là phần ghế da simili này. Vừa rồi đó chính là cập nhật về bảng giá, tổng quan hình ảnh chi tiết nhất của chiếc Vios 1.5 EMT số sàn, cũng như là cái chương trình khuyến mại mới nhất đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổng chi phí lăn bánh. Văn Hội sẽ ví dụ luôn một chiếc 1.5 E số sàn này đi ạ. Trừ trừ khuyến mại thì anh chị ví dụ ở một tỉnh đang áp dụng mức thuế là 10%, chúng ta sẽ cộng thêm 47.800.000 tiền thuế, lệ phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự bắt buộc và lệ phí biển số ở tỉnh thì đâu đó khoảng 3 đến 5 triệu nữa đấy ạ. Thế tổng lăn bánh ở tỉnh chưa trừ khuyến mại đâu đó nó 478 cộng với 50, đúng không ạ? 478 mà cộng với 50 khoảng 530 triệu. Nhưng vì sao? Chúng ta tổng khuyến mại trừ lên đến hơn 60 triệu cơ mà. Thế thì lăn bánh một chiếc Vios số sàn ở tỉnh nó chỉ còn có hơn 400 triệu thôi ạ. Còn nếu trả góp chỉ từ khoảng 150 triệu thôi là chiếc xe thân yêu đã nằm trong nhà anh chị rồi. Còn các tỉnh thành khác như Hà Nội, mức thuế sẽ là 12% và 20 triệu tiền biển số, cũng như là thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó thì chiếc xe Vios cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu cho một chiếc số tự động. Còn số sàn chắc chắn rồi cũng vẫn sẽ dưới 500 triệu thôi ạ. Quá hợp lý rồi. Tùy từng tỉnh thành, tùy từng vùng miền và tùy từng thời điểm, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Và đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá, review xe nào. Hẹn lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!